Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ tư, 23 tháng 12, 2020. Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được dành riêng cho phần 8, phỏng vấn cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện với đề tài Quan hệ hợp tác Việt-Mỹ qua kinh nghiệm cá nhân. Xin mời quý vị theo dõi. Đó là đối với nhân viên báo chí, còn về mặt ngoại giao với lại nhân sự như chẳng hạn như Kissinger với anh hợp tác, hay là ông Negroponte hợp tác với anh. Thứ nhất là tôi làm việc mà dính gọi liên hệ với ông Kissinger là lúc bắt đầu thương thuyết. Vâng. À, mà lần đầu tiên tôi là gặp ông Kissinger, ông tưởng tôi là một cái thằng cha là thông dịch viên cho ông Thiệu này. Vâng. Mà ông Thiệu cũng không nói nữa, à đây là my aide. Vâng. Chữ aid rồi này, dạ, xài chung tá, tùy phái cũng có, tá cũng có thôi. Thằng Mỹ nó cũng có biết, mà cái đó là ông là cố tình chứ Mỹ nó vô nó tưởng tượng là ồ phải có tổng trưởng ngoại giao hay là phụ tá đặc trách ngoại giao này, cha nẻ đâu này. Chắc là về CIA coi hồ sơ nó đâu, nó học trường gì này. Dạ. Nó chưa hiểu tôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là để coi rồi bắt đầu 70 đứa mà tôi nghĩa là bắt đầu, nghĩa là hàng ngày đi vô, nghĩa là vấn đề thường thuyết. Rồi dần dần cái nó thấy đầu 72, lúc đó là bắt đầu tụi nó dí mình. Lúc đó là tôi dấn thân, là tôi nghĩa là cãi với nó về vấn đề bản văn cái điều này điều kia đó, thì nó mới thấy ủa cha này sao nó có ảnh hưởng. Trong lúc đó cái ông tổng thống có một cái phụ tá đặc trách ngoại vụ, tiến sĩ Nguyễn Phú Đức, có ông tổng trưởng ngoại giao Trần Văn Lắm, có ông đại sứ Trần Kim Phương. Thấy không? Tại sao ông này ông có nghĩa là nhiều, nghĩa là nó gọi là airtime. Yeah. Mà nói mà ông tổng thống có vẻ nghe. Có lẽ bài nó bắt đầu thành thứ ra rồi cái gọi là cái đụng độ mà cuối cùng nghĩa là dự tưởng nó là tháng 10 1972 đó, là mùa hè đỏ lửa đó. Thì sau, lúc đó nó qua nó dí mình đó, thì hai ngày đầu đó thì họp nó gọi là khoáng đại giữa phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có ông tổng trưởng ngoại giao là lãnh đạo rộng, đại sứ Phượng ở Washington về, ông đại sứ Lâm ở Paris về, rồi ông Nguyễn Phú Đức, rồi ông tướng Viên, rồi ông một người nữa, hình như ông tổng trưởng tư pháp, tại vì nói về luật lệ, rồi tôi. Vâng. Rồi sau hai ngày đó là chính Kissinger nó mới nói thôi bây giờ họp khoáng đại rồi giải thích rồi nhiều quá, thôi chúng tôi xin tổng thống là họp riêng. À, cái đó là cái bài bản của thằng Mỹ lúc nào nó về nó tìm cách vô nó dí riêng. Rồi chính cái Kissinger nó nói tôi bên phía tôi với ông đại sứ Bunker, bên phía tổng thống là ai, ông Thiệu mới nói tôi với ông Hoàng Đức Nhã này. Lúc đó mình nhìn thấy đó nó ngạc nhiên, nó nói trời, ông Thiệu ông bypass luôn ông thủ tướng này, quên cái đoạn này có thủ tướng, rồi ông tổng trưởng ngoại giao, rồi ông phụ tá của ông về ngoại vụ nữa. Lúc đó là nó bắt đầu nãy, mà nó biết ông Thiệu là nói tiếng Anh hiểu chứ, nhưng mà lúc mình nói chuyện tay đôi trong hai ngày rưỡi đó, ông nói tiếng Việt, tôi dịch rồi. Thành thử ra lúc đó nó mới thấy cái tầm ảnh hưởng của tôi, và nó thấy những cái gì mà nghĩa là nó cũng hiểu dư sức, là trước khi mà gặp ra tôi với ông Thiệu cũng thứ nhất là họp với cái phái đoàn của Hội đồng An ninh Quốc gia, rồi sau đó nghĩa là rồi vô cách đối đáp với nó, rồi cách dùng cái nghe là danh từ, thì như tôi nói là nó lúc đó nó bắt đầu nó thấy mình chống, mà tôi nó kêu là tôi là cứng rắn là suối ông Thiệu, tôi nói mấy anh không hiểu gì đó. Ông tổng thống tôi là ông thông minh. Tôi phải riêng tôi đó, cả cái Hội đồng An ninh Quốc gia cũng tán đồng, từ ông phó tổng thống xuống ông thủ tướng cũng tán đồng cái đường ông đi. Mà hơn nữa đó, nó đâu có biết là chính ông Thiệu cũng gặp ông chủ tịch thượng viện, chủ tịch hạ viện, chủ tịch tối cao viện ở cấp đó ở đây này. Tôi xin trình với quý vị đường đó, mấy ông nói tổng thống làm rất đúng, thành thứ đó ông làm mạnh hơn đó. Thì cái đó là bắt đầu là đụng chạm, là tại vì cái xưa cái ông đó là cái người mà ông thấy ai mà cứ coi như là cản trở ông, là không có tân bi ông lên là ông là tự ái ông, anh chàng John Negroponte thì nó đàng hoàng hơn. Yeah. Nó lúc đó là nó phụ tá cho nó. Sau này tôi với nó thân nhau đó. Chính là lúc mà sau khi mình ký hiệp định là đi viếng thăm ông tổng thống Nixon, như là viếng thăm chính thức Mỹ đó, là Negroponte nó gặp tôi, nó nói tôi xin lỗi là chúng tôi nghe là ép mấy anh, tôi cười tôi nói that's life. Chúng tôi phải đối phó, tôi tưởng nhiều lúc
mình là đồng minh mà tôi tưởng mình là đối nghịch với nhau, mình nói bằng cách nghe là ngoại giao ấy, nhưng mình biết. Nhưng mà sau này tôi với nó rất rất thân, thì tới giờ này cô vẫn nói chuyện, nó không hiểu nha. Anh nghĩ ngoại giao thì ngoại giao vậy, thế chứ đường lối đâu có thể nào khác nữa. Anh hoặc là người khác đi thì cũng phải vậy thôi. Thì cũng vậy thế. Nhưng mà tôi thì tôi phân tích thì nó rõ ràng, nghe là tôi nói đây này, nó đòi cái này nó phải đi như thế này. Mà sau này nó ghét tôi là tại vì nó thấy tôi sau khi mình ký hiệp định, tôi nói mình phải coi chừng. Là ông Nixon là sẽ bị kẹt về cái vấn đề Watergate, không có đường thoát. Lúc đó thì ông đại sứ Berger nói cái lúc đó ông Graham Martin chứ ông thấy ông sao đâu được tổng thống riêng lúc nào ông nói vậy hết nói rồi đúng. Qua mấy ông trong 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 cái lĩnh vực của trong nguồn mấy ngoại giao của mình với lại ông sao rồi này nó khi mà tối không hiểu bắt ông kia đưa cái tiếp là xong it's done thành thứ đó mình phải nghĩ chưa con đường đập lại nó ghét tôi cái điểm đó thì vậy nó mới ép nó thằng chạy này nó phá đám cho nó khó mình phải ép đừng có tin đó chứ đến nỗi mà lúc đó đó sau khi mình ký hiệp định mấy tụi nhân viên ở trong National Security Council nó qua nó gặp tôi nó nói ô nghĩa là tôi có cái bạn đó tên là thằng Kaiser nghĩa là nó qua nó hey, we bring the B-52 cái tôi mới nhìn nó nói hey you're bullshitting me you think I was born yesterday nó im luôn tôi nói mấy anh đừng cái chuyện cái là kia mình Việt Nam là nói cái gì đó đấy, lấy vú lắp miệng em đó nó hey. Cả vú lắp miệng em rồi tôi mới tức tôi nói you think I was born yesterday thứ là nó thấy mình bắt đầu là mình găng cho nó tôi nói hey, không có gì đó. Tôi là cái vai trò tôi bí thư tổng trưởng là đưa ý kiến cho tổng thống, ông là người quyết định thì ông thấy là ý kiến của tôi là đúng, nhưng mà lúc đó là nó áp lực nó đủ thế để nó sợ mình rock the boat là anh chàng Kissinger mất uy tín, cái đó là lúc đó nó để cái quyền lợi cá nhân của nó, lúc đó là ông Nixon là hoàn toàn là quốc hội 94 Congress dân chủ nó nắm hết toàn quyền ông Nixon quản như đâu. Cái đó là một cái khúc quanh của lịch sử. Trong quyển Dissent Interval của Frank Snapp có đoạn viết là ông Kissinger ông hỏi anh là muốn gặp tài tử nào của Mỹ thì cái chuyện đó nó như thế nào? Đó, chuyện đó cái lúc mà thương thuyết ấy, chắc là nghĩa là CIA làm profile về tôi đấy. Cái ngày đầu khoáng đại đó, tôi nhớ bữa cơm trưa là nhà ông tổng trưởng ngoại giao, nó kêu tôi ra bên understand that you are quite a social butterfly and whatever report you read is not true completely one way or the other. I can introduce you to all the movie actress. Cái tôi mới chọc quẹo nó, tôi lấy cái cuốn sổ mà gọi là số điện thoại của mình ấy. Rồi nhưng tổng trưởng lúc nào cũng có cái sổ để I have more entry, nó có biết là cái đó là cán bộ này. Đó là cái chuyện đó có thể tôi kể cho Snap cho nó. Thì Snap hỏi lại cái Kissinger thì nó cũng xác nhận nó ra hiện đi tới. Nó mấy anh là ấu trĩ với tên nó tưởng mình là tại vì chắc là profile này là như là playboy rồi chứ. Hào hoa. Đi con đường đó này. Didn't work with me, man. Thế là tôi mới cho. Tại hồi đó, đi dưới cuốn sổ đen bự vậy. Mình nhiều đó, là trưởng ty, tổng giám đốc này thì mình đưa ra nó có biết gì vậy đó. Tôi thấy tuần trang nào cũng toàn là entry nhưng mà anh nghĩ ông nói cái đó là ông nói thật hay là nói đùa? Nó nói thật chứ đâu có nói đùa, nó tại nó tưởng là nó tưởng là cái cách đó là nó cũng như là nó làm tôi là kết bạn với nó là bồ tèo rồi đừng có phá đám. Lúc đó là nó bắt đầu nó hiểu cái tầm ảnh hưởng của tôi rồi. Về sau thì sao? Về sau thì sự liên hệ giữa anh với ông có không có gì hết? Đối với tôi thì cái ông Kissinger thì nghĩa là ông làm cái nhiệm vụ của ông, nhưng mà cái nhiệm vụ của ông là ông bán nước mình, là tôi lý do giờ tôi phải tiếp xúc với ông. Tôi qua Mỹ không bây giờ tôi chính mấy cái, như anh chàng Negroponte, như anh chàng nữa là Wisner, hai anh đó là thân tôi, một anh Negroponte là cộng hòa, anh Wisner là dân chủ. Có lúc Wisner làm thứ trưởng quốc phòng đời như đời Clinton, nó là dân chủ, ông già nó đó là bạn thân với cái chồng của cái bà Graham Washington Post, dân CIA đầu tiên OSS,
nghĩa là có công với đất nước đó. Nick Rompente cũng người trong CIA chứ đâu phải là không. Vâng. Sau nó làm CIA. Vâng. Hai anh chàng đó nó mới muốn y nhã. Tụi tao muốn làm cái birthday cho Henry, tụi tao muốn mày tới, tụi nó thanks for invitation, no. Tôi vẫn giữ lập trường đó. Mấy người khác thì nó ồ rồi gặp. Đối tôi nó, tôi nhớ là tôi không muốn, nghĩa là gặp một cái người mà xưa giờ chỉ cái thương thuyết để rút lui Mỹ này, bỏ rơi mình cái chuyện đó. Tại sao tôi đâu có cần nó, tôi đâu có cần nó để xin việc cho tôi. No. Tôi nói rất đàng hoàng, tôi nói you guys just go ahead. Mình lâu lâu hai ba năm nó cũng nói hey Henry asking about you, thank him on my part. xong đó là không. Không được không. Chỉ riêng cái vậy đó. Như là ông Burger thì lúc mà tôi qua đây thì cũng gọi là thăm cái tối đó. Hoàn toàn tôi không có nhờ cái người Mỹ mà giúp tôi cái gì. Anh không bằng lòng với ông Kissinger thì cũng đúng, nhưng mà ngoài ông Kissinger ông làm việc khác thì người khác mà phải giao như ông thì anh nghĩ là cũng phải làm như ông thôi, chứ đâu có gì thôi. Đâu có gì khác đâu. Tại vì cái người mà gọi là đại diện cho ông tổng thống Nixon thương thuyết là tên Kissinger, thế có thể tên như là John Wayne. Dạ đúng, biết đâu. Thành ra mình là chỉ lắm đó. Nhưng mà nó chỉ xui là nó gặp tôi thôi. À, nhưng mà cái lý do mà ông Kissinger ông bị nhiều người Việt Nam mình ghét đó, có phải là chỉ vì sứ mạng hay là vì con người ông? Tại vì người Việt Nam mình đó là sau khi bao nhiêu cái nghĩa là tài liệu viết thì thấy rõ là anh chàng này là điều giả, anh không có giúp mình như là anh nói. Đó như bằng chứng là những cái đề nghị phản đề nghị mà tôi viết ra thì mình đưa ra để cho nó chuyển qua bên cho phía cộng sản, nó à, chúng tôi không có chuyện, tại sao nó ở chúng tôi biết bên kia nó không chấp nhận vậy, anh nói anh thương thuyết gì còn cái thương thuyết cái gì nữa vậy. Tôi nhớ rõ là cái lúc đó mình lúc bắt đầu đó mình nói ok bây giờ ngồi bốn bên ngồi cái bàn như thế nào, rồi mình mới vẽ cho thằng phái đoàn Mỹ 12 kiểu bàn ngồi, ông ra ông đưa cho Việt Cộng đề này 12 cách ngồi xuống. Trong lúc đó mình nói mỗi tuần nó đưa một kiểu, mấy ông không hiểu thằng Việt Cộng mình cái đây chơi chiến tranh hao mòn vậy đó. Là ít nhất là mình mua được 12 tuần này, rồi làm nó nervous rồi, nói không ông đưa đây 12 cách này, nó bác hết, dĩ nhiên là bác đấy. Đó là những cái chi tiết đó, từng Mỹ nó tưởng nó là thương thuyết, thằng Việt Cộng nó luôn mình nó, nghĩa là người Việt Nam mình thì mình nó như là ở trong trong của mình cũng có nhiều người nghĩa là hồi xưa cũng ở ngoài Bắc vô thì có hiểu cảnh sản, cho chúng tôi ở trong Nam thì đâu có hiểu bằng những người đó, thì mình lấy ý kiến của mấy cụ đó, như tôi nói cụ Trạng chẳng hạn thì ông không hiểu rõ, không biết đó. Cụ Mai Thơ Truyền ở trong Nam thì không biết tụi Việt Cộng Việt Minh nó xấu trao toán như thế nào, thì mình dựa cái đó mình cho tôi cá nhân tôi bây giờ tôi thương thuyết với mấy ông Việt Minh đó, nhưng mình biết rõ là cái tánh tình đó nó vậy. Thì mình nhưng mà cái khổ là mình nói với Mỹ nó cho là nó nghĩ trúng đó. Nhưng mà từ đó cái vấn đề mà đụng chạm không phải là cá nhân tôi không thích, vấn đề tại đối tôi nó đặt cái vấn đề không đặt ra vấn đề là tại vì ông là đại diện tổng thống Mỹ đưa ra những cái đường này nó tai hại cho đất nước mình là mình chấm. Như vậy thì anh nhìn lại qua cái sự hoạt động của cái bộ dân vận với lại quên mất còn lại chiêu hồi. Chiêu hồi thì tại sao lại phải giải tán chiêu hồi để mà sát nhập vô cái chiêu hồi đó? Thứ nhất là cái chương trình chiêu hồi lúc đó là nó chỉ nói cho phía quân cán chính bên kia đó trở về với quốc gia đó, là cái đó thì đó là một cái khía cạnh của dân vận rồi. Vâng. Không những là mình dân vận dân của mình mà dân vận những người dân của mình mà đi theo cái vâng. thành thử ra cái gọi là cái hoạt động dân chưa hồi không có bỏ nhưng mà không có đủ để làm một cái bộ nó về hành chính nó lường thượng nó đủ thứ thành đấy thành vô dân vận thành lúc đó cái bộ dân vận thành là bộ dân vận và chưa hồi mình vẫn giữ cái chưa hồi là từ đệ nhất không ngoại cho đâu phải là đệ nhị vâng. Cái đó rất là quan trọng với mình. Thành ra khi những cái gì mình nói cho dân thì nghĩa là mình cũng nói cho các binh của tụi kết đó, mình cũng đã truyền đơn ra mình cũng nói rồi nó cũng về cho thành thử thằng Việt Cộng nó lo cái vụ đó lắm đó. Thành thử là mấy trăm hai trăm mấy chục ngàn người về, thành ra mình thành công cái vấn đề đó. Cái dân vận của đệ nhất cộng hòa mình anh nghĩ là cái ấp chiến lược với lại cái khu
khu Chùa Mạch đó. Không thì lúc đó đó, nếu mà trên phương diện mà gọi là ấy đó, cái thời điểm đó đó thì là lúc đó cái tụi cộng sản Bắc Việt nó chưa có quy mô, đánh quy mô đó là du kích, thì dĩ nhiên là nghĩa là mình cái lấy cái chiến lược phòng vệ thủ đó, giữ cái, thì hồi xưa mình cũng vậy đó, làng lúc nào cũng có lũy tre để mình tao nhớ không? Vâng. Cái đó là cũng một cái gọi là thể hiện khác. Nhưng mà sau này đó, sau cái sóng ba lúc mà tụi nó ồ ạt nó đem quân Bắc Việt vô đó, thì cái gì gọi là cái ấp chiến lược nó không có thích hợp nữa. Nó không thích hợp nữa. Ừ. Thì bỏ ra đối tôi là đúng. Ừ. Nhưng cái thời trước đó, lúc mà nó còn gọi là du kích ấy, thì cái đó là đúng, mình giữ đất của mình là từ đó đi ra là để từ từ mới lấy đất lại. Chứ còn khi mà nó quy mô nó đem nó là quân chính quy của nó là mình giữ rồi mình chỉ chết thôi, nó pháo kích cho tôi là mình lãnh đủ. Nếu mà bây giờ nhìn lại thì anh thấy tất cả những cái hoạt động anh làm có thể khác không? Có cái nào anh lấy làm đáng tiếc không? Đáng tiếc là mình không có đủ giờ với lại về là ngân quỹ, nhất là về quán ngoại là lobby là phải có tiền. Dạ. Chứ không có lobby là không có ai vô anh nói anh là như là người ta theo anh, lobby là nhất là lobby của Mỹ, đang phải có chương trình này, nghĩa là mời ông đi tới tham dự hội thảo rồi mình tổ chức cái đó, là lúc đó là chính phủ mình đâu có không có nhiều để làm đâu. Đó, cái đó là một cái đó, mà mặc dù đó mấy anh em các bộ của tôi nhất là bên quốc ngoại đó rất là hăng say, như tôi hay dùng hai tên của hai anh Hiển với anh Bích. Anh biết là trong cộng đồng Việt Nam là không có ai mà nào không biết, rất là hăng say, rất là tinh thần quốc gia. Thậm chí đến nỗi mà những ngày cuối cùng của đất nước vẫn còn đi công tác, mà anh trở về Sài Gòn, chứ không phải là đi xong rồi né ở lại đây, rất là đàng hoàng. Đó. Anh nói là ông Nguyễn Ngọc Bích ấy. Ông về Sài Gòn lúc đó là ngày 26, sau khi mình đi cái chuyến nghĩa là để giúp cái ông gì đó, ông Hưng để nói với Mỹ ấy, với ông Bồi Hứa để, chuyện đó thì lúc đó nó an bài rồi. Yeah. Nhưng mà anh Bích rất là đàng hoàng về nhà rồi lúc đó rồi mới là di tản cả gia đình, chỉ Bích rồi anh em này vẫn còn vậy. Tôi thấy cái đó là thành ra cái ngày 26 anh về anh gọi tôi, lúc đó tôi còn tôi chưa tìm được đường đi. Yeah. Mình ngạc nhiên nói ê Bích tôi có về Pháp, tôi làm xong công tác tôi phải về tôi trình nhé. Mặc dù lúc đó xong tàn hàng rồi, wow. Cái đó là dùng lấy cái ví dụ đó nói là cái dấn thân của cán bộ mình không có đủ phương tiện đó. Mình là mình có rất nhiều ý kiến nhưng mình không có đủ phương tiện để thực hiện. Ở trong quốc nội đó thì mình có đủ, tại vì đó đâu có cần tiền nhiều đó. Chỉ cần dấn thân đi ngồi đó, ra nói chuyện đó, cán bộ thì phải hồi đó chứ đâu phải là tôi đổi cái danh từ công chức là cán bộ. Tại sao mình gọi là chiến sĩ thì mấy anh cũng phải chiến sĩ chứ, anh không cầm súng thôi, anh cầm ống loa, anh cầm ngoài biết. Cái vấn đề mà thiếu ngân quỹ anh chỉ áp dụng cho cái lobby ở Mỹ thôi, hay là ngay cả vấn đề ở Việt Nam anh cũng thấy là không như tôi không nói có. Về quốc nội đó thì đủ, ở Việt Nam mình đâu có cần lobby ấy, mình chỉ cần dấn thân để mình nghe, chứ mình đâu có đi ra mình mua chuộc ai đó để viết cho tôi, đâu có cái chuyện đó. Mình ở bên Mỹ đó là lobby đó là phải muốn có cái hội thảo đó là mình phải tổ chức đó rồi mời mấy tụi nó tới rồi mình trình bày. Cái đó chắc chắn mình không có khả năng. Đó mình đâu có tiền đâu, đi rồi gửi cán bộ đi. Cái xứ Mỹ nó rộng lớn lắm chứ. Yeah. Anh đi là phải có tiền chứ. Mua vé máy bay rồi đi tới ở hotel. Đó là những cái rất là cụ thể. Đó.